Mẹ đơn thân lấy trai tân Pakistan, đám cưới giác vàng, con riêng được đại gia Trung Đông cưng chiều. Khi quyết định làm mẹ đơn thân, chị Trần Thùy Trang, 35 tuổi Lào Cai, đã từng nghĩ sẽ ở vậy nuôi con. Bởi chị biết một người lỡ dở một lần đò, lại có con trai riêng, sẽ khó tìm được hạnh phúc mới. Đó chưa kể những đổ vỡ của quá khứ khiến cho chị dè chừng và khó mở lòng mình ra hơn. Thế nhưng anh Ahmed, 34 tuổi người Pakistan, đã làm thay đổi mọi suy nghĩ của chị bằng sự chân thành dù anh kém chị 1 tuổi. Hiện tại chị Trang đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã Pakistan cùng bé Jin, con trai riêng và con gái Miu xinh xắn. Trái ngọt tình yêu của vợ chồng mình ở Nhật, nhìn tổ ấm nhỏ của chị, nhìn sự quan tâm chăm sóc của anh Ahmed dành cho hai con, nhiều người đều vui mừng thay và chúc mừng hạnh phúc cho chị vì sao tất cả. Chị và con trai đã tìm một người đàn ông để che chở thực sự. Chia sẻ về bước ngoặt khiến cho cuộc sống mẹ đơn thân của mình sang một trang mới, chị Trang cho biết, chị sinh ra và lớn lên ở Lào Cai. Chị từng thất bại cuộc hôn nhân đầu và làm mẹ đơn thân của một cậu con trai. Sau này, chị làm trong một siêu thị ở Nhật và tình cờ quen với anh Ahmed qua mạng. Khi ấy, anh làm kinh doanh buôn bán xe ô tô và có công ty riêng ở tại Nhật. Trước đó, chị Trang đã từng nói chuyện với rất nhiều người và rất ít khi cho biết thông tin riêng hay số điện thoại. Vậy mà chẳng hiểu sao, nói chuyện với anh Ahmed, thấy anh thật thà nên chị cứ thoải mái. Sau một tuần trò chuyện, anh chị có buổi gặp mặt đầu tiên và sau một tháng anh chị quyết định tiến tới kết hôn. Chồng mình ít hơn mình 1 tuổi, là con cả trong gia đình 4 anh em, thuộc hàng giàu có ở Pakistan, ở khu nhà giàu, họ hàng ai cũng giàu có biệt thự. Tuy nhiên khi quen, mình không hề biết điều này, đến mãi sau khi kết hôn về thăm quê chồng lần đầu tiên. Họ quen nhau, anh ở thành phố xa, không gặp được thường xuyên, nên hàng ngày tụi mình chỉ nhắn tin qua điện thoại, và anh nói về công việc ở Nhật thôi, chứ không hề nói về gia đình, và sự thật mình cũng chẳng quan tâm lúc ấy. Sau một tuần nói chuyện, bọn mình gặp nhau lần đầu tiên, phải nói ấn tượng của mình về anh rất đẹp trai và hài hước. Không chỉ vậy, anh còn yêu con riêng của mình hơn cả bố đẻ và chiều con hơn chiều mình. Đến bây giờ chị Trang vẫn nghĩ chuyện tình yêu của mình và anh Ahmed là do duyên số, bởi trong rất nhiều người quen trên mạng, chị lại không hề thận trọng với anh. Có thể sự hài hước thật thà của anh đã khiến cho anh chị mở lòng hơn. Tuy nhiên vì anh Ahmed chưa từng kết hôn, lại sinh ra trong gia đình giàu có ở vùng, trong khi đó chị Trang lại là một bà mẹ đơn thân, nên trước khi quen, chị đã phải nói rõ hoàn cảnh của mình cho anh. Đặc biệt khi anh Ahmed đồng ý bỏ mặc tất cả để đến với chị, anh cũng phải nói rõ về gia đình của mình và đề nghị mọi người tôn trọng quyết định của anh, sẽ không ai được chế giễu hay đùa cợt chị có con riêng. Chồng chấp nhận hoàn cảnh của mình cũng đã hỏi anh nói cho gia đình biết như thế nào. Anh có nói rằng anh đã nói hết với mọi người. Bố mẹ hỏi sao anh không tìm người chưa kết hôn lần nào, sao lại muốn lấy mình. Anh đã nói rõ với mọi người rằng vì anh yêu mình, có con cũng không sao, anh sẽ coi con mình như con của anh ấy. Và anh cũng yêu cầu mọi người trong gia đình phải tôn trọng quyết định của anh. Nếu sau này mình có sang Pakistan chơi, không ai được chế giễu hay đùa cợt việc mình có con riêng. Sau này mọi người rất tôn trọng quyết định của chồng mình và rất thương yêu cả mình lẫn con riêng của mình, chị Trang cười chia sẻ. Mặc dù anh Ahmed không lãng mạn như nhiều người đàn ông khác, anh chỉ cầu hôn đơn giản khi nhắn tin trò chuyện trên điện thoại, không hoa, không quà hay khung cảnh thơm mộng ngọt ngào. Chỉ một câu hỏi đơn giản, anh muốn tìm người tốt để lấy vợ rồi, mình kết hôn nhé. Nhưng với sự chân thành của anh, nhìn cách anh yêu thương con riêng của chị hơn cả bố đẻ, chiều con riêng của chị hơn cả chiều chị, đã khiến cho chị xúc động, gật đầu đồng ý. Vì cả hai vợ chồng sống ở Nhật, hơn nữa cả hai cũng lớn tuổi, nên anh chị không về Việt Nam hay Pakistan tổ chức đám cưới, mà tự lo liệu thủ tục và thông báo cho hai bên gia đình. Chồng theo đạo Hồi, nên vợ chồng chị có đến nhà thờ Hồi giáo ở Tokyo, Nhật để làm lễ kết hôn. Nhớ lại ngày hôm đó, chị Trang cười cho biết, cuối buổi làm lễ, anh Ahmed có mở ví, trong đó có một tập tiền và bảo chị lấy đi. Do không biết lấy để làm gì, nên chị chỉ rút một tờ, một men khoảng 100 đô. Thế vậy, anh Ahmed và những người làm chứng cứ tủm tỉm cười, khiến cho chị vô cùng thắc mắc. Khi hỏi, anh Ahmed chị mới biết đó là quà của anh cho chị để ghi vào giấy tờ lúc làm lễ. Chị có thể lấy bao nhiêu cũng được, thậm chí lấy hết, nhưng do chị chỉ rút một tờ nên khiến cho mọi người cười. Hồi đó mình có bảo chồng mình sao không nói trước, đến bây giờ nghĩ lại mình thấy dại quá. Biết trước đã lấy hết tệp tiền đó rồi, đến bây giờ tờ tiền đó cả hai vợ chồng mình cùng ghi ngày và mình vẫn cất tủ để làm kỷ niệm. Chị Trang cười nhớ lại.
Dẫu đã tổ chức đám cưới đơn giản ở Nhật, nhưng sau khi bé Miu, con gái của anh chị, được 1 tuổi, trong lần về thăm Pakistan lần đầu tiên, chị vẫn được gia đình chồng tổ chức đám cưới vô cùng hoành tráng, theo phong tục ở đây. Chị Trang kể, lần đầu tiên về thăm quê chồng, cũng là lần đầu tiên chị đến Pakistan. Mọi thứ khá là lạ, không giống như chị tưởng tượng. Đến sân bay Pakistan tối muộn rồi, đi về nhà chồng đến gần sáng, mới đến nơi. Nhưng cả nhà chồng chị đều đến sân bay đông đủ để đón, sự tình cảm lịch sự vui vẻ khiến cho chị cảm thấy thân thuộc. Lần đó chị về Pakistan cùng với gia đình chị nghỉ đơn giản để thăm nhà chồng và dự đám cưới của em trai chồng, nên không hề có sự chuẩn bị như chăm sóc da, spa, làm đẹp. Mãi đến khi sang Pakistan được 2 ngày, vô tình thấy tiệc cưới quá đẹp, mở ra xem, thấy tên mình và chồng trong đó, chị mới biết gia đình tổ chức đám cưới cho. Mình hỏi em chồng tại sao có tên mình trong đó, em chồng cười ha hả, hỏi mình là chị không biết gì à. Ahmed không nói gì với chị hả, tuần sau sẽ có cả nghìn người đến để nhìn mặt chị thôi đó. Lúc đó mình mới đi hỏi chồng, anh trả lời tục ngụm là đúng rồi. Cảm giác mình như trâu bị dắt mũi, đến đám cưới cũng không biết, vì nếu biết mình đã chuẩn bị làm đẹp này kia như ba người chuẩn bị làm cô dâu khác. Chị Trang chia sẻ về phong tục cưới ở đây. Chị Trang cho biết đám cưới ở Pakistan rất khác so với Việt Nam. Đám cưới kéo dài liên tục 3 ngày. Ngày đầu là tiệc tại nhà, có bắn pháo hoa, múa nhảy ngựa. Ngày thứ hai là đi đón dâu, và ngày thứ ba là tiệc ra mắt cô dâu tại nhà trai. 3 ngày làm cô dâu, chị phải mặc 3 bộ váy màu khác nhau, kèm theo 3 bộ trang sức bằng vàng khác nhau. Đặc biệt đám cưới sử dụng rất nhiều vàng. Ngoài ra, trái ngược với Việt Nam, nhà gái thách cưới nhà trai ở Pakistan. Khi lấy chồng, nhà gái phải chuẩn bị của hồi môn cho con gái rất nhiều, giống như ở Việt Nam thường gọi là nhà trai thách cưới. Nhà trai chỉ tặng một bộ vàng vào ngày cưới ra mắt. Tuy nhiên chị lấy chồng Pakistan lại không có gì hết, và hoàn toàn nhà chồng đều tự sắm cho. Ở bên Pakistan, đám cưới sử dụng rất nhiều vàng, những bộ trang sức rất to và đeo rất nhiều nữa. Váy của mình do chồng và mẹ chồng chọn sẵn, nhiều kiểu gửi cho mình xem trước. Mình thích bộ nào thì mẹ chồng đặt trước. Đến ngày cưới mình chỉ việc đi xem, cứ cần chỉnh sửa thêm gì không và lấy về thôi. Xong váy cưới là đến mua trang sức. Mình có nói với chồng thôi, dùng 3 ngày sau đó không dùng nữa, nên mua vàng giả cũng được, cho tiết kiệm đỡ tốn tiền. Nhưng chồng và mẹ chồng không đồng ý. Mọi người nói cưới có 3 ngày, sao không dùng để làm kỷ niệm. Ngày cưới phải đẹp, vì có rất nhiều người đến xem mặt cô dâu, cũng là bộ mặt của gia đình chồng. Sau đó mẹ chồng mình dẫn đến Laza, hiệu vàng nổi tiếng nhất thành phố, để chọn trang sức. Mình sợ tốn tiền nên cứ nhắm bộ nào nhỏ để chọn, còn mẹ chồng cứ bảo chủ cửa hàng lấy mẫu mới nhất, đẹp nhất mang ra. Từ chối không được nên mình đã chọn được 3 bộ thấy đẹp để mix cùng với váy vàng. 3 ngày cưới tuy rất mệt, ngủ ít, nhưng thực sự là 3 ngày vô cùng vui của chị Trang. Mọi người gần gũi tình cảm, dành rất nhiều sự quan tâm cho chị, đặc biệt bé Jin, bé Miu. Và chuyến về thăm quê chồng 2 tuần đó mang lại cho chị rất nhiều kỷ niệm. Trước khi kết hôn với anh Ahmed, suy nghĩ của chị Trang về Pakistan là một đất nước khá khắt khe về phụ nữ. Tuy nhiên sau khi lấy chồng tìm hiểu thêm, thì chị nhận ra trong mỗi gia đình Pakistan, vai trò của người phụ nữ và cụ thể là những người mẹ là vô cùng quan trọng. Họ vừa đối ngoại, đối nội với họ hàng hai bên, vừa chịu trách nhiệm nuôi dạy con. Chị Trang cảm thấy rất ấn tượng về gia đình chồng, khi tất cả anh em trong nhà đều thân thiết với mẹ, nói chuyện với mẹ rất nhiều, luôn tâm sự và hỏi ý kiến mẹ. Điều này phần nào phản ánh được vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Ở nhà chị Trang toàn quyền quyết định về vấn đề nuôi dạy con, và ông xã đều tôn trọng những ý kiến ấy. Vì văn hóa khác nhau nên ở Pakistan tất cả việc nuôi dạy con cái đều do mẹ và bố chỉ đi làm kiếm tiền thôi. Anh ấy lớn lên trong một gia đình như thế nên cũng không biết làm việc nhà hay dạy con nhiều như mình. Sau khi kết hôn, biết thuê nhà và mua đồ tốn kém nên chị đã chủ động góp 4.000 đô, khoảng gần 100 triệu đưa chồng phụ thêm khi cả hai chuyển về chung một nhà. Có lẽ vì vậy mà từ đó đến sau này, ông xã vẫn luôn nể chị và không bao giờ tính toán với chị điều gì. Hiện tại công việc kinh doanh của chồng chị khá bận rộn, nên cuối tuần anh thường dành thời gian đưa cả nhà đi chơi hay những ngày nghỉ lễ Tết. Cả gia đình chị cùng nhau dành những chuyến đi xa với nhau. Hiện tại chị Trang cảm thấy hài lòng với cuộc sống của gia đình mình ở Nhật. Chị chăm chút cho con trai đang học cấp 2 và con gái ở độ tuổi mẫu giáo, vun vén tổ ấm nhỏ, bố là người Pakistan, mẹ là người Việt, nhưng các thành viên chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Nhật. Thỉnh thoảng chị sẽ nói tiếng Việt với hai con, và ông xã cũng rất hào hứng học theo các nhấp thì gọi mẹ. Chị Trang miêu tả, anh ấy kéo dài giọng gọi mẹ như tiếng dê kêu vậy đó.